Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến shop của anh Minh để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số phô mai đúng quý vị ơi. Đẹp đẹp không đây quý vị ơi. Đẹp đẹp không đây ha. Chào anh. Dạ rồi, em chào anh Tuấn ạ. Em chào cô chú anh chị đam mê trên mây vàng trên mọi miền đất nước ạ. Cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ em các clip vừa qua. Em thì ở xã Sơn Đông, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Số điện thoại của em thì ghi tiêu đề. Hình thức bên shop vẫn là bao sóc bao ship ạ. Để không bị trùng clip, em vào mã đầu tiên là mã 32 ạ. Rồi, mã 32 đây à, quý vị. Chiều cao là 20. Hoành thân là 16 hoành. Rồi. Để đặt luôn. Cái luôn như anh. Rồi, mã 32 này giao luôn 16 ạ. Rồi, xuống kê. 16. Chơi luôn. Mã 33. Chiều cao là 28. Hoành thân là 17 hoành. Rồi. Để đây quý vị, 17 hoành nè quý vị. Giao luôn như anh. Rồi, mã 33 này giao luôn 107 ạ. Rồi, 107. Mã 34. Chiều cao là 60. Hoành thân cái này là 19 hoành. Rồi, 19 hoành nè quý vị. Rồi, để đây quý vị. Rồi, giao luôn như anh. Rồi, mã 34 này giao luôn 150 ạ. Rồi, 150. Rồi, tiếp tục luôn. Kiếm gì chim nó lên. Mã 35. Mã 35 chiều cao là 1m. Hoành thân là 21 hoành. Rồi. Rồi, quý vị ngắm nghía kỹ thân cành ha. Này thì tạm thời chỉnh vậy, quý vị trồng quý vị chỉnh lại cho nó đúng cái dáng đó ha. Nó đứng cái thân lên đó ha. Tại cành thì đều ha. Rồi, co lắc cái đế đây quý vị. Rồi, giao luôn như anh. Rồi, mã 35 này giao luôn 108 ạ. À. Rồi, 108 ha. Rồi, xuống kê. Rồi, tiếp tục luôn. Mã 36. 6. 36 chiều cao là 76. Hoành thân là 21 hoành. Rồi, ta cần điều rang luôn. Mình thì 21 rồi quý vị. Rồi, để đây rồi quý vị. Rồi, giao luôn như anh. Rồi, mã 36 giao luôn 109 ạ. Rồi, 109 ha. Rồi, xuống kê. Mã 37. 37. 37, chiều cao là 68. Hoành thân cái này là 22 hoành. Rồi. 22 hoành. Rồi, củ đế luôn đây quý vị ơi. Rồi, giao luôn như anh. Rồi, mã 37 này giao luôn là 203. Rồi, 203. Mã 38. 38 chiều cao là 66. Hoành thân mì trên đây là 18 hoành. Rồi, 18 hoành. Đó, trên rồi quý vị. 18 ha. Ở dưới thì nó bự lắm á. Rồi, giao luôn như anh. Rồi, mã 38 giao luôn 207 ạ. Rồi, xuống kê, 207. Mã 39. 39 nè. 39 chiều cao là 30. Thân đo, mình, thân đo ngay đây là 21 hoành. Ở dưới là nhiều. Ok. Còn ngay cái cũ này là 33 hoành. 33 chỗ cái to bự nhất đâu gì 33 ha. Rồi, giao luôn nhiêu đây? Mã 39 giao luôn 550 ạ. Rồi, 550. Mã 40. Mã 40 chiều cao là 48. Hoành thân đo mì ngoài đây là 17 hoành. Rồi, 17 hoành đo ngay đó. Thì dán đế cũng tự là thú ha. Rồi, giao luôn nhiêu anh? Rồi, mã 40 này giao luôn 400 ạ. Rồi, 400. Rồi, tiếp tục luôn. Mã 41. Đây, quý vị. Chiều cao là 80. Hoành thân cái này là 22 hoành. Rồi, hoành 22. Rồi, mình xuống bộ đế nha quý vị. Để nó lát lên lưng, lưng nó, lửa, lưng, lưng nó còn vết sẹo trên lưng ha. Đó, ngày đó ha.
này cũng có cái sẹo lúc bứng nè ha. Bứng cũng dính cái sẹo này. Rồi, giao lưu nha anh. Rồi, mã 41 là giao lưu 200 ạ. À. Rồi, xuống cây, 200. Mã 42, chiều cao là 75. Hoành thân cái này là 18 hoành. Rồi, hoành 18. Rồi, củ đế luôn này quý vị. Cái này cũng có củ tròn nữa đẹp. Bự ha. Rồi, giao lưu nha anh. Mã 42 giao lưu 170 à. Rồi, xuống cây luôn, 170. Mã 43. 43 chiều cao là 60. Hoành thân cái này là 18 hoành. Rồi, 18 hoành. Ngắm nghía kỹ ha, thân cành quý vị. Còn đế đây ha. Đế thì em này chống chịu đầy đủ vậy, hai bên là có đủ trơn đây ha. Đây cộng bên đây ha. Đây có đầy đủ cái gì nè, chống chịu đầy đủ ha. Rồi, giao lưu như anh. Rồi, mã 43 giao lưu 208 à. Rồi, 208. Rồi, tiếp tục luôn. Mã 44. Chiều cao là 20. Hoành thân đó ngay đây là 15 hoành. Rồi, 15 hoành. Rồi, giao lưu nhiêu đây? Rồi, mã 44 thì giao lưu 108 à. Rồi, xuống cây luôn, 108. Rồi, 45 bẻ ngặt quá ha. Mã 45. Mã 45 chiều cao là 20. Hoành thân đo ngay đây là có 13 hoành thôi. Rồi. Dưới đó bự á, mà bị dính nè ha. Dính. Này có bị kiến nó đục nha, không sao hết. Kiến đen nó cạp ăn cái gì. Rồi, giao lưu nhiêu đây? Rồi, mã 45 này giao lưu 250 à. Rồi, 250. Mã 46. 6 luôn. Chiều cao là 25. Hoành thân cái này là 22 hoành. Rồi. Cái này đế nó nhìn quái quái. Để đặt nó như cộng bự bự hơn. Đủ trơn ha. Rồi, giao lưu nhiêu anh? Rồi, mã 46 này giao lưu 350 à. Rồi, xuống cây, 350. Rồi, 47. 7 rồi, quý vị ơi. 47 chiều cao là 1m09. Hoành thân cây này là 22 hoành. Rồi, hoành 22. Đế cũng quái đế quý vị ơi. Tay cành đặt hết trơn luôn ha. À, tay cành nè. Rồi, kẹo từ quá đều xuống ha. Đều rang. Rồi, cò dưới đế nè quý vị ơi. Này cũng quái đế ha. Hai cầm đế ha. Rồi, hình thủ ha. Rồi, giao lưu nhiêu anh? Rồi, mã 47 này giao lưu 750 à. Rồi, xuống cây. 750. Mã 48. 8. Mã 48 chiều cao là 1m1. Rồi, đo ngang đó. Đo ngang đây là 26 hoành. 26 hoành. Còn đo trên đây là 22 hoành. Rồi, hoành 26 gì vậy? Đo trên đó, cái tình cổ mới 22 ha. Hoành 26. Tay cành đặt nè ha. Để gì không nghe kỹ nha. Xòe. Xòe con điệu ngoài bầu trên này ha. Rồi, giao lưu nhiêu đó? Rồi, mã 48 thì giao lưu 600 à. Rồi, xuống cây. 600 cái gì? Rồi, mã 49. 49 luôn. Chiều cao là 1m1. Hoành thân cây này là 23 hoành. Rồi, hoành 23. Tay cành của gì ơi? Cành đều quá đây ha. Đấy là cũng lực như vậy nè. Đó, cộng bắp bắp không ha. Trên thì tay cành đều. Giao lưu nhiêu anh? Rồi, mã 49 này giao lưu 650 à. Rồi, xuống cây luôn, 650 của vậy. Mã 50. 50. Chiều cao là 80. Hoành thân cây này là 23 hoành. Rồi, hoành 23. Đó, cụm tay cành đây của vậy. Rồi, xuống đế ha. Còn ngắn đế cộng bự 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 cũng quái quái đế ha. Rồi, giao lưu nhiêu anh? Rồi, mã 50 này giao lưu 350 à. Rồi, xuống cây luôn, 350. Mã 51, chiều cao là 1m. Hoành thân đo ngay đây là 23 hoành. Rồi,
vành 23. Quý vị ngắm nghía tay cành ở trên này ha, khá cành qua đây rồi quý vị ơi. Rồi co để đây quý vị. Cây này bẻ cổ cũng đẹp lắm. Để còn bự bự thôi, cũng trải đều luôn nè quý vị. Giá luôn nha anh. Rồi mã 51 này giá luôn 300 à. Rồi xuống cây luôn 300. Rồi tiếp tục luôn. Mã 52. Mã 52 chiều cao là 1m15. Hoành thân cây này là 23 hoành. Rồi một em trực tay cành đều hoành 23. Đó, đế dưới xòe đều luôn. Đều mà cộng bự 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 đều luôn nè quý vị. Đều luôn ha. Rồi mình giao lưu nhiêu anh? Rồi mã 52 này giao lưu là 400 ạ. Rồi 400. 400 được cây mai đẹp luôn ha. Mã 53. 53 chiều cao là 1m1. Hoành thân cây này là 21 hoành. Rồi hoành 21. Rồi quý vị ngắm nghe kỹ ha. Tay cành vậy là vừa chơi lắm rồi ha. Đế cộng lực không quý vị ơi. Cộng bự 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 không ha. Rồi giữ luôn nha anh. Rồi mã 53 giữ luôn 350 à. Rồi xuống cây luôn. Mã 54. 54 đây. Mã 54 chiều cao là 1m2. Hoành thân cây này là 25 hoành. À, em này cái dàn tay cành thì quá ghê rồi quý vị. Này dễ quý vị bung cái tàn ra cho cái tàn hết ý ha. Đế thì dưới thì đây. Đó. Được ha, đủ đế quý vị. Này chơi dàn tàn thôi ha. Rồi giao lưu nhiêu anh? Rồi mã 54 này giao lưu 207 ạ. Rồi 207. Rồi tiếp tục luôn đây quý vị ơi. Mã 55. Rồi mã số 55. Mã 55 chiều cao là 1m2. Rồi. Hoành thân cây này là 27 hoành. Rồi 27 hoành luôn quý vị, hoành cũng bự nè ha. 27 hoành. Rồi để đây. Để đủ hết trơn quý vị, tứ diện đủ hết trơn này ha. Giáp vòng là đủ hết ha. Hoành 27. Giao lưu nhiêu anh? Rồi mã 55 này giao lưu chỉ có 350 thôi. Rồi 27 hoành có giá có 350.000 ship tới nhà luôn quý vị. Mã 56. Mã 56 chiều cao là 1m1. Hoành thân cây này là 25 hoành. Rồi. Hoành 25. Tay cành lực không là quý vị ơi. Hôm nay là tay cành nu đùi ếch nhưng quý vị. À, quý vị ngắm nghe cái đùi ếch nè. Đó. Đùi ếch đẹp ha. Thằng đế đây rồi quý vị. Rồi, giao lưu nhiêu anh? Rồi, mã 56 này giao lưu 307 á. Rồi, 307. Rồi, mã số tiếp theo luôn. Mã 57. Chiều cao là 70. Hoành thân cái này là 22 hoành. Rồi, hoành 22, tay cành đều. Đó, nhiều cái gì bẻ xòe chơi hết ý ha. Đó, có cái cành phóng ở dưới nữa. Vì gì phóng cũng được mà bẻ đổ xuống cũng ok ha. Rồi, giao lưu nhiêu anh? Mã 57 này giao lưu 203. Rồi, 203. Rồi, tiếp tục luôn. Mã 58. Chiều cao là 1m. Hoành thân cái này là 24 hoành. Rồi, hoành 24. Tay cành đều luôn nè quý vị ơi. 4 hoành ha. Rồi coi dưới đế đây. Rồi giao lưu như anh. Mã 58 này giao lưu là 250 ạ. Rồi xuống cây luôn, 250. Hoành 59. Hoành có 250 chở tới nhà luôn. Chiều cao là 79. Hoành thân cây này là 23 hoành. Rồi, hoành 23, tay cành đều nha quý vị. Cành đều ha. Để đây, co đây. Co ngắn ha. Để cũng khá để.
Giá sao anh? Rồi mã 59 này Zalo giá 300 ạ. Rồi xuống cây luôn, 300. Mã 60. Rồi, 60. Mã 60 chiều cao là 90. Hoành thân là 20. Rồi, 20 hoành. Đây, tay cành đây quý vị. Rồi, để luôn. Rồi, giá lưu bao nhiêu anh? Mã 60 thì giá lưu 160 ạ. Rồi, 160 quý vị. Mã 61. Một đây. Mã 61 chiều cao là 57. Hoành thân là 19 hoành. Rồi, 19 hoành. Để đây. Giá sao anh? Rồi, mã 61 này Zalo 150 ạ. Rồi, mình qua hai lô nữa nha quý vị. Đây. Còn hai lô ở đây. Rồi, lô đầu tiên. Lô đầu tiên là lô số 2 ạ, 10 cây ạ. Lô số 2 có 10 cây đây. Cây này là 16 anh. 16 có hơn. Cây này 14 anh. 14 nè. 13. 13 có hơn nè. 17 anh. 17 có hơn nè. 16. 16 nè. Rồi 13 tới 16 đi. 13 tới 16 anh ha. Nó đều đều đều. Đẹp đẹp đẹp. Có hai hai cây hoành nhỏ thôi. Ở đây cây bự nè. Cái này bự lắm á. Dạ. Yeah. Cái nói chung là 15, 16, 17 là đa số nha quý vị. Nhìn ông nghĩ kỹ lại nữa ha. Có lô số 2 này có 10 cây nha quý vị. Nhìn ông nghĩ kỹ nha. 10 cây nằm lọt trong cái màn hình đây. Đó. Zalo giá sao anh? Dạ lô số 2 này 10 cây Zalo 1 triệu mốt ạ. 10 cây 1 triệu mốt mà bao sống mà bao ship rồi luôn nha quý vị. Rồi qua lô số 3 ha. Lô số 3. Lô số 3 này là 11 hoành. 11 hoành. Này cũng 11 luôn. 11 luôn. Này là 14. 14. Này là 12. Nói chung 10 tới 14 đi. Rồi 10 tới 14 đi anh Tư. Rồi hoành nó dao động từ 10 tới 14 nha quý vị. Có 3 cây hoành 11, 10 thôi. Còn như là 12, 13, 14. Đây cũng đặt đế trần nè ha. Lâu này cũng có 10 cây ha. Dạ. Có một số cây cũng quái, bẻ quái. Rồi, 10 cây này lô số 3 Zalo giá sao anh? Dạ lô số 3 này 10 cây Zalo giá 800 ạ. À. Rồi 10 cây 800, bao ship rồi. Dạ lời Dũng anh. Dạ cuối clip xin chúc cô chú anh chị một ngày mới thật nhiều sức khỏe ạ. À. Dạ xin cô chú anh chị xem hết clip và ủng hộ cho shop ạ. À. Dạ chân thành cảm ơn ạ. À. Rồi xin chào hẹn gặp lại quý vị mình clip sau.